Kính thưa quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp ở các đầu cầu, tôi là bác sĩ Trần Văn Trương, bác sĩ tại Trung tâm Giải phẫu Bệnh Tế bào học Bệnh viện Bạch Mai. Cũng như giáo sư Bình đã có lời mở đầu, báo cáo thầy cô và các anh chị, trong những năm gần đây thì xét nghiệm hóa môn miễn dịch dấu ấn PD-L1 để phục vụ điều trị miễn dịch trong ung thư là những cái bước tiến mới trong điều trị ung thư. Như chúng ta đã biết thì các cái biện pháp điều trị cổ điển của ung thư đó là phẫu thuật, hóa chất và xạ trị. Tuy nhiên thì những cái phương pháp truyền thống đó thì ngoài những cái tác dụng là điều trị ung thư còn gây ra rất nhiều các cái tác dụng phụ khác. Hơn nữa là ở những bệnh nhân mà có ở giai đoạn di căn và tiến xa thì những cái biện pháp điều trị truyền thống gần như là không có tác dụng. Chính vì thế thì từ năm 2018 thì cái điều trị miễn dịch trong ung thư thì đã được áp dụng như là một cái protocol và mở ra những hướng đi mới. Trong bài này thì tôi sẽ trình bày về tổng quan cái cơ chế của điều trị miễn dịch trong ung thư và xét nghiệm hóa môn miễn dịch dấu ấn PD-L1 cách đánh giá như thế nào để được bệnh nhân có thể được hưởng cái lợi ích từ cái biện pháp điều trị này. Vai trò của liệu pháp miễn dịch, định nghĩa miễn dịch ung thư là gì? Là một cách tiếp cận điều trị ung thư, trong đó thì tế bào U được thúc đẩy thông qua cái phá hủy tế bào U này thúc đẩy thông qua cái cơ chế điều hòa miễn dịch của bệnh nhân và làm gia tăng miễn dịch của cơ thể bệnh nhân vốn đang suy giảm, hay còn được gọi là tình trạng tạo ra các cái miễn dịch chủ động. Sơ lược về quá trình các cái lịch sử, các cái dấu mốc quan trọng của liệu pháp miễn dịch thì từ năm 1988 thì người ta đã phát hiện ra các cái tế bào T gây độc mà có cái kháng nguyên CLA4 ở trên bề mặt tế bào và có vai trò là điều hòa ức chế các cái miễn dịch ở trong quá trình diệt tế bào U. Và đến năm 1992 thì các nhà khoa học phát hiện ra thêm một cái dấu ấn, đó là PD-L1. PD-L1 này là cái thụ thể ở trên bề mặt của tế bào lympho T và các cái tế bào mà có thẩm quyền miễn dịch trong diệt tế bào ung thư. Đến năm 1996 thì James Allison đã phát triển cái biện pháp là ức chế cái CTLA4 này và kích hoạt lại các cái tế bào T hiệu ứng và tế bào T điều hòa và làm các cái tế bào miễn dịch trong U được kích hoạt trở lại. Và đến năm 2013 thì cái điều trị PD-L1 bước 1 đã được chấp thuận, mà đầu tiên là được điều trị cho các cái bệnh nhân mà bị u hắc tố ở da, là một cái loại u mà được nói là độ ác tính độ cao nhất. Thế thì năm 2015 thì nguyên tổng thống Hoa Kỳ là Jimmy Carter có mắc một cái gọi là melanoma ở da, và ông thì có phát hiện ra thì ở cái giai đoạn gọi là tiến xa và di căn. Khi mà phát hiện ra thì tình trạng của ông đã di căn não và di căn gan rồi, và ông đã được điều trị 12 tuần với cái Keytruda hay là pembrolizumab. Thế thì sau 12 tuần đó thì ông có phát biểu là sau cái điều trị cái liệu pháp miễn dịch này thì gần như là tôi đã không còn u gì nữa đó. Và chính nhờ những cái phát hiện và những cái áp dụng cái cơ chế điều hòa miễn dịch này trong điều trị ung thư thì đến năm 2018 giải thưởng Nobel về y sinh học đã được trao cho hai nhà khoa học, đó là James Allison và Tatsuku Honjo. Vậy thì cơ chế điều hòa của miễn dịch tế bào T ở trong điều trị ung thư là như thế nào? Chúng ta biết là trên tế bào T thì người ta có những cái phát hiện ra những cái thụ thể được chia làm hai nhóm, đó là nhóm kích thích hoạt động của tế bào lympho T và nhóm phân tử ức chế hoạt động của tế bào lympho T. Mà hai cái giấy thụ thể ức chế tế bào lympho T được ứng dụng đó chính là CTLA4 và PD-L1. Bình thường khi mà các cái tế bào lympho xâm nhập vào trong U dưới sự trình diện kháng nguyên của đại thực bào và thông qua cơ chế MHC1, thế thì các tế bào T gây độc sẽ xâm nhập vào tế bào U, vào mô U và thực hiện vai trò là tiêu diệt tế bào U. Bình thường thì PD-L1 đã có sẵn ở trên các cái tế bào U ở dạng cơ bản. Tuy nhiên là khi tế bào T hoạt hóa và tiết ra các cái cytokine thì tế bào U đáp ứng lại bằng cách là tăng sinh các cái PD-L1 gắn vào cái thụ thể PD-L1 ở trên màng tế bào lympho T và gây ra bất hoạt các cái tế bào lympho T này. Và khối u này nó lợi dụng các điểm gác miễn dịch của PD-L1 để tránh sự tiêu diệt của các cái tế bào lympho T bằng các cái cơ chế, đó là ngăn chặn sự hoạt hóa tế bào T lympho T tại hạch ngoại biên và
ngăn chặn cái quá trình giết chết tế bào lympho tế bào u của các tế bào lympho T này. Đây là cái hình ảnh sơ đồ hóa tế bào ung thư có cái tụ thể là PD-1 sẽ gắn với lại cái tụ thể PD-1 ở trên tế bào lympho T, và gần như đây là cái công tắc mà kìm hãm sự phát triển kìm hãm sự hoạt động của tế bào lympho T. Đây là hình ảnh mà phân tử hóa một cách phóng đại hơn, thì sự gắn của các cái PD-1 ở trên bề mặt tế bào ung thư vào các cái tụ thể PD-1 trên bề mặt lympho T tạo ra các cái tín hiệu dẫn truyền vào trong nhân và bất hoạt tế bào lympho T. Và sự bộc lộ PD-1 này thì người ta thấy là PD-1 được bộc lộ trong rất nhiều các loại ung thư, và gần như là với các cái loại u càng ác tính thì cái tỷ lệ bộc lộ PD-1 này càng cao. Như chúng ta thấy ở trên cái bảng này thì với melanoma, tức là u hắc tố ác tính ấy, thì tỷ lệ bộc lộ với PD-1 là từ 40 đến 100%, và ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ là cái loại u hay gặp thì cái tỷ lệ bộc lộ PD-1 trong các cái khối u nó cũng rơi vào khoảng từ 35 đến 95%. Ngoài ra các cái u khác như là ung thư ở vùng đầu mặt cổ, các loại u ung thư biểu mô tế bào gan hay là ung thư biểu mô đường niệu thì đều có cái tỷ lệ bộc lộ cao với lại PD-1. Chính vì cái cơ chế gắn kết PD-1 và PD-1 làm bất hoạt tế bào lympho T, và người ta thấy là sự gắn kết này nếu như phong tỏa được cái yếu tố là PD-1 qua cái liệu pháp kháng thể đơn dòng, tức là các kháng thể này sẽ ngắt cái sự kết nối giữa PD-1 và PD-1 thì làm cho các cái tế bào lympho T có thể miễn dịch hoạt động trở lại. Và làm sao để đánh giá được cái PD-1 này thì một biện pháp mà hiệu quả và rẻ tiền đó là kỹ thuật hóa môn miễn dịch. Không như các cái điều trị nhắm trúng đích khác như là EGFA hay là ALK hay là ROS1 thì chúng ta phải có các cái xét nghiệm là phân tích gen, thì PD-1 này được chấp thuận khi mà chỉ cần sử dụng phương pháp hóa môn miễn dịch là có thể được áp dụng như là một cái công cụ trong cái chỉ định điều trị liệu pháp miễn dịch rồi. Và người ta thấy là biểu hiện PD-1 của tế bào U thì có thể đi kèm với đáp ứng tốt với cái liệu pháp này. PD-1 thì như vậy là PD-1 là được đánh giá là cái dấu ấn sinh học mà có giá trị tiên đoán cho đáp ứng với liệu pháp ức chế con đường PD-1, và các dữ liệu hiện tại cho thấy là bộc lộ cái PD-1 thì tiên đoán kết quả sống còn ở bệnh nhân ung thư phổi hoặc là các cái loại ung thư mà được áp dụng các cái liệu pháp miễn dịch đối với các cái thuốc kháng PD-1 này. Một cái nghiên cứu trên gọi là meta analysis của Wang năm 2015 trên 6 cái nghiên cứu lớn, và tổng cái số nghiên cứu mẫu nghiên cứu này là 1.157 bệnh nhân, thì cho thấy là với những cái trường hợp mà ung thư biểu mô không tế bào nhỏ mà có PD-1 dương tính thì cho cái kết quả là OS kém hơn, tức là thời gian sống còn toàn bộ là kém hơn, và nó có sự tương quan PD-1 càng cao ở những cái khối u mà biệt hóa càng kém, tức là độ ác tính càng cao. Nhưng ngược lại thì PD-1 này cũng là biomarker dấu ấn sinh học mà tiên đoán cho cái liệu pháp đáp ứng với lại liệu pháp miễn dịch. Và ta thấy là với các bệnh nhân mà có PD-1 dương tính điều trị với lại nivolumab thì thấy là tỷ lệ đáp ứng của bệnh nhân có PD-1 dương tính là cao hơn hẳn so với lại cái nhóm mà PD-1 âm tính, và cái tỷ lệ sống thêm không tiến triển cũng cao hơn hẳn. Cũng tương tự như vậy là cái thời gian sống toàn bộ đều cao hơn ở cái nhóm mà có PD-1 âm tính. Nghiên cứu Keynote 010 thì cho thấy là tất cả các bệnh nhân dù là tỷ lệ dương tính của PD-1 ở cái mức là trên 1% hay là trên 50%, miễn là có dương tính thì đều cho thấy là cái OS cao hơn khi mà điều trị cái liệu pháp miễn dịch này. Đó. Với cái điều trị Keytruda thì chúng ta thấy là ở cái nhóm mà bệnh nhân có PD-1 dương tính 1% ấy, thì cái thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 10,4 tháng, và với cái liều là 10mg trên 1kg cân nặng thì cái thời gian sống còn toàn bộ là 12,7 tháng với cái độ tin cậy là 95%. Vậy thì các cái xét nghiệm hóa môn miễn dịch đánh giá PD-1 hiện nay trên thị trường thì chúng ta có hai cái loại PD-1 chính. Một cái loại là đánh giá tỷ lệ tế bào U dương tính, và một dòng PD-1 là đánh giá cả những cái tế bào lympho T mà còn có chức năng hay không. Chính vì thế cho nên là chúng ta có đến 4 cái thuốc mà phục vụ cho điều trị miễn dịch, đó là nivolumab, pembrolizumab hay còn gọi là Keytruda đấy ạ.
hay là atezolizumab và durvalumab. Hiện nay thì thông dụng nhất là chúng ta sử dụng cái kháng thể là SP263 do Ventana cung cấp và đánh giá nhuộm tế bào U là cái tỷ lệ phần trăm tế bào U dương tính. Đây là cái quy trình của một cái mẫu bệnh phẩm từ lúc lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân đến lúc mà có cái xét nghiệm hóa môn miễn dịch dấu ấn PD-L1 này thì trải qua 7 cái bước như sau. Đầu tiên là bệnh phẩm khi lấy ra khỏi cơ thể thì phải được cố định bằng phân môn đệm trung tính để đảm bảo là tế bào không bị phân hủy. Sau đó là trải qua các cái bước là chuyển bệnh phẩm, khử nước và tẩy cồn. Sau đó là đúc paraffin. Các cái khối paraffin này được cắt mỏng từ 4 đến 5 micromet và dàn lên lam kính. Sau khi dàn lên lam kính rồi thì phải khử các cái paraffin ở trong mẫu mô này đi. Và sau đó mới là cái quy trình cuối cùng, đó là nhuộm hóa môn miễn dịch dấu ấn PD-L1 và kèm theo các cái mẫu chứng là chứng âm và chứng dương. Thì như tôi đã trình bày thì để đánh giá PD-L1 thì người ta có hai thang điểm phục vụ cho hai cái loại kháng thể PD-L1. Cái công thức thứ nhất là đánh giá tế bào U dương tính hay còn gọi là chỉ số TPS. Thì nó bằng cái tổng số tế bào U dương tính chia cho số tế bào U ở trong mẫu mô và tính nhân với lại 100%. Như vậy là cái chỉ số này sẽ là chỉ số phần trăm. Cái chỉ số TPS này thì hầu hết là áp dụng cho các cái trường hợp mà ung thư biểu mô không tế bào nhỏ và ung thư vùng đầu mặt cổ. Loại thứ hai đó là chỉ số CPS. CPS này thì phục vụ cho các cái kháng thể PD-L1 mà đánh giá cả tình trạng tế bào U dương tính và tình trạng tế bào lympho ở trong mô U còn chức năng hoạt động. Thế thì cái CPS này sẽ bằng là tổng số của tế bào U dương tính cộng với lại số tế bào miễn dịch trong U dương tính trên tổng số tế bào U và nhân với 100. Thì cái chỉ số này không phải là chỉ số phần trăm mà là một cái chỉ số không có đơn vị, à, người ta gọi là CPS. Và cái chỉ số CPS này thì phục vụ cho các cái trường hợp như là ung thư của dạ dày, ung thư đường nối dạ dày thực quản, ung thư biểu mô đường niệu và ung thư biểu mô cổ tử cung. Ở trên đây là một cái hình ảnh diễn giải với trường hợp ung thư biểu mô không tế bào nhỏ, mà cụ thể ở đây là ung thư biểu mô tuyến của phổi. Thì bình thường các cái tế bào đại thực bào, tức là các cái phế bào 2 ở trong trong các cái phế nang, nó sẽ dương tính, và một số tế bào U sẽ dương tính ở cái phần màng tế bào. À, như cái phần khoanh tròn góc ở trên bên phải đây, thì tính trên tổng số tế bào U thì tỷ lệ dương tính TPS ở đây là 1% đối với ung thư biểu mô tuyến của phổi. Tương tự với cái trường hợp ung thư biểu mô vảy của phổi thì tỷ lệ dương tính TPS ở đây là 3%. Trường hợp này là một cái ung thư biểu mô vảy ở vùng đầu mặt cổ thì tỷ lệ U dương tính là 5%. Một cái trường hợp ung thư biểu mô vảy ở vùng đầu mặt cổ với tỷ lệ dương tính là 100% tế bào U bắt màu với lại PD-L1. Với cái công thức tính thứ hai đó là áp dụng với lại ung thư biểu mô của dạ dày đường tiêu hóa hay là ung thư biểu mô vùng nối dạ dày thực quản. Áp dụng cái công thức tính CPS thì người ta phải tìm được là vùng tế bào U trong đó thì có các cái tế bào U bắt màu nâu với lại dấu ấn PD-L1 và các cái tế bào miễn dịch trong U và bắt màu với lại PD-L1. Và để định nghĩa thế nào là tế bào miễn dịch trong U thì các nhà giải phẫu bệnh phải sử dụng các cái vật kính tương ứng, và quy định của FDA là phải đếm ở vật kính 20, tức là độ phóng đại 200 lần, và người ta thấy là những cái vùng tế bào U mà trên cái vật kính 20, tức là độ phóng đại 200 lần đó mà sát với lại tế bào U thì được gọi là tế bào miễn dịch đáp ứng với U. Còn ngoài ra các cái vùng lympho bào khác mà ngoài cái vật kính 20 đó thì không được coi là các tế bào miễn dịch có vai trò trong U. Và với cái công thức tính như vậy, tức là tổng số tế bào U dương tính cộng với tế bào miễn dịch dương tính chia cho số tế bào U thấy được ở trong trên mẫu mô thì chúng ta có được cái chỉ số CPS. Ví dụ như trong trường hợp này, mặc dù TPS là chỉ có 1%, nhưng CPS ở đây là lên đến tỷ lệ là 20. Lý do là vì mặc dù tế bào U thì dương tính ít, nhưng các tế bào miễn dịch trong U mang cái đáp ứng cái thẩm quyền miễn dịch ở trong này thì lại dương tính với tỷ lệ cao. Và như vậy là với cái CPS 20 này thì là có cái chỉ định điều trị liệu pháp miễn dịch và nó mang lại hiệu quả cao hơn.
Vâng ạ. Như vậy là xét nghiệm PD-L1 sớm thì sẽ giúp ích trong cái quá trình điều trị. Khuyến cáo của NCCN mới nhất thì tất cả các bệnh nhân ung thư biểu mô không tế bào nhỏ của phổi thì nên được xét nghiệm PD-L1 ngay tại thời điểm chẩn đoán, cùng với lại các dấu ấn sinh học khác có thể giúp ích cho việc ra quyết định điều trị. Nếu như bệnh nhân chưa được xét nghiệm trước đó các cái dấu ấn PD-L1 thì những cái mẫu mô mà đã sinh thiết ở lần 1, nếu như mà mẫu mô đó trong thời gian là cái khoảng cách là 5 năm thì hoàn toàn có thể sử dụng cái mẫu mô đã cố định paraffin đó để xét nghiệm PD-L1 được. PD-L1 thì cũng đã được đưa vào cái phác đồ điều trị của NCCN năm 2017, trong đó thì xét nghiệm PD-L1 sẽ cùng với lại các cái dấu ấn sinh học khác hay là các cái xét nghiệm phân tử như là EGFR, ALK hoặc là ROS1 thì phục vụ cho các cái lựa chọn điều trị của bệnh nhân được tốt nhất. Và qua bài trình bày thì chúng ta có thể đưa ra kết luận là PD-L1 thì có vai trò quan trọng trong con đường PD-L1 điều trị miễn dịch ung thư, và có nhiều loại ung thư biểu lộ với PD-L1 trên khối u. PD-L1 thì là một cái dấu ấn sinh học mà có giá trị tiên đoán, có thể dùng giúp ích cho cái thông tin đưa ra quyết định điều trị ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, và xét nghiệm đánh giá PD-L1 thì nên được thực hiện ở thời điểm chẩn đoán ung thư và các loại ung thư không tế bào nhỏ, kể cả loại ung thư vẩy hoặc là ung thư biểu mô không phải loại tế bào vẩy. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Văn Trương. Có thời gian rất là có hạn nhưng mà đã trình bày rất là rõ ràng các cái cơ chế, cách tiến hành các xét nghiệm PD-L1 và giá trị của xét nghiệm đến đâu. Các bạn, các đầu cầu có hỏi gì không ạ?